Chào các bạn đến với thương hiệu rèm cửa Tita. Chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn mẫu rèm cuộn được thiết kế thông minh với nhiều mẫu mã đa dạng cho bạn lựa chọn. Đặc biệt với những tính năng giúp ngăn ánh sáng, bảo vệ đồ dùng trong nhà bạn. Chất liệu vải không thấm nước, dễ dàng vệ sinh, không bám bụi. Khi bạn kéo rèm lên sẽ rất nhẹ nhàng và hạ xuống rất nhanh. Rèm cửa được thiết kế với một trục xoay, một dây chuỗi vòng giúp vận hành êm và nhẹ nhàng, có độ bền rất cao. Rèm cửa rất dễ đo đạc, không mất nhiều thời gian lắp đặt. Điều đặc biệt, chất liệu rèm cửa tuyệt đối an toàn cho trẻ em. Sản phẩm được bảo hành lên đến 12 tháng với đội ngũ chăm sóc khách hàng thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ các bạn 24/7. Hãy đến với Tita, không gian nội thất nhà bạn sẽ thêm phần hoàn hảo.